với sự tham gia của các diễn viên Trương Kế Thông, Quỳnh Thúy Như, Trương Chấn Lãng, Hà Quân Thành, Ngô Nghiệp Khôn, Cung Gia Hân, Mạch Trường Thanh cùng một số diễn viên khác. Điều hành sản xuất La Trấn Nhạc, diễn viên lồng tiếng Chí Hiếu, Bích Ngọc, Quy Hồ, Thùy Trang, Khánh Văn, Ý Nhi, Hoài Bảo, Bình Nguyên, Huệ Phụng. Kỹ thuật lồng tiếng Khởi Minh, Ngọc Tuấn, Cẩm Thuận, Thanh Liêm, Hồng Ân. Bộ phim Mái Ấm Gia Đình phần 2, Chia Rẽ Nguyên Ương phần 2. Chú Hán à, chú vô trong kiểm tra bong bóng cá. Cậu Thân Hành, cậu ghi chép giùm tôi. Cậu Hổ. Chuyện gì vậy? Phiền cậu sắp xếp lại sổ sách theo thứ tự năm giùm tôi. Cảm ơn. Cô Hai, dì Lan, cô tới rồi. Tới rồi hả Lập Tính? Dạ phải. Ê, chị Ái, chị làm gì vậy? Hey, trên đó hả, lâu lắm rồi chưa có lau chùi, chắc chắn bám đầy bụi. Chị Ái à, chân chị mới lành vết thương, đừng có trèo lên trèo xuống nữa. Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Chính vì đỡ nhiều rồi chị lại càng phải cẩn thận hơn, bằng không bị thương chỗ cũ thì sau này càng phiền hơn đó. Trên đó lâu lắm rồi không chà, chắc chắn bám rất nhiều bụi. Chị Ái à, để tôi làm cho, lau chùi đồ đạc dễ thôi mà. Lập Tính, trải giải xuống sàn đã. Cậu Lạc Đồng, thường ngày là cậu làm mà, phiền cậu lên trển lau chùi một chút. Ồ. Wow, trên này có một tập tài liệu. Hả? Gì vậy? Trời, cái gì vậy? Bám đầy bụi cũng biết là cái gì nữa. Phải đó. Cha, tấm hình này ố vàng luôn rồi, rất có giá trị lịch sử nha. Đây là ai vậy? Ha, con không nhận ra sao? Tấm hình này là ngày đầu tiên cô cùng ba con tới An Huy làm việc. Ông ngoại con tự tay chụp cho tụi cô tấm hình này. Đúng là mặt mày rạng rỡ nha. Ê cô Hai, cô rất là trí thức, ba con thì rất lanh lợi. Hai người họ mặc bộ quần áo mới, đương nhiên phải chụp hình rồi. Vì còn nhớ hôm đó là ngày cúng kiến, trước giờ ăn cơm ba con tới tiệm nhìn thấy thức ăn xếp đầy một bàn, không ngăn nổi đất miếng luôn đó. Mấy chục năm cứ vậy mà trôi qua. Mấy chục năm, thời gian trôi qua quá nhanh. Năm đó ba con còn là một thằng nhóc, vậy mà giờ tóc đã điểm bạc. Đừng nói cậu chủ, nói chị và tôi đi. Năm đó còn là thiếu nữ thanh xuân vô địch, bây giờ đã mấy chục tuổi, xương khớp yếu, cả con người cũng yếu ớt. Đâu có đâu, cô Hai và dì Lan vẫn khỏe mạnh nhanh nhẹn mà. Không cần dỗ ngọt cô Hai, tấm hình này cũng bắt đầu quen ố rồi. Phải, tại sao hôm nay con lại tới cửa tiệm? Không, hôm nay con tới tính mua bong bóng cá cho đồng nghiệp. Có điều bắt gặp tấm hình này của ba, đúng là không uổng công tới. Nó mới nhớ, chị Mũi Lớn à, chị chống đỡ hại dì An Quy này bao nhiêu năm rồi hả? Không đếm nổi năm, không nhớ. Wow, vậy thì nhất định phải chúc mừng một bữa. Chị bằng tối nay ăn sushi nha. Chúc mừng cái gì hả? Chúc mừng kỷ niệm vô số năm chị Mũi Lớn và ông chủ làm việc ở Hải Dị An Quy. Giả lại, ngày mai cũng có người sinh nhật. Sinh nhật? Sinh nhật ai vậy? Chính là tôi. Thật ra thì không ăn sushi, ăn pizza cũng được. Cũng được, chúc mừng tìm thấy tấm hình cũ. Như vậy đi, ăn sushi hay là pizza? Ăn lẩu Hàn Quốc cũng được đó. Chúng ta đi ăn ở đâu đây? Hay là ăn mừng ở cửa tiệm đi, dù sao tối mai cũng cúng kiến. Sẵn tiện hỏi các đồng nghiệp khác có ai sinh nhật không, hoặc là có còn chuyện gì vui thì gặp chung chúc mừng. Không chút thành ý. Nè, ngày mai con đưa người nào về hả? Người nào cái gì chứ, là Lạc Nhi đó. Một câu thôi, đúng giờ. Được rồi, con đi nha. Sớm vậy sao, mới 4 giờ hả? Cũng tới giờ rồi, tạm biệt.
4 giờ gì chứ, bây giờ hơn 5 giờ rồi, đồng hồ của chị làm sao vậy? Trời ơi, đồng hồ lại hư rồi. Đúng là bị chị làm tức chết mà. Hẹn chị 3 giờ tới xếp hàng mua vé, 4 giờ vẫn chưa thấy chị nữa. Bây giờ lỡ mất cơ hội tốt rồi, không biết chừng nào Âu Phụng Minh mới lại biểu diễn nữa. Làm sao tôi biết được đồng hồ bị hư lúc chạy lúc hư, tôi lại không biết lúc nào nó chạy lúc nào nó dừng. Ai không biết có nên tin nó nữa không. Chị làm ơn mua cái khác đi, đồng hồ điện tử bây giờ rẻ như vậy mà. Nè, cái gì cũng có thể tùy tiện, chỉ riêng đồng hồ đeo tay không thể tùy tiện. Mặc dù cái này của tôi không phải đồng hồ hạng xịn, nhưng dù sao cũng là đồng hồ cơ, đeo lên tay nó cũng khác à nha. Tôi đâu có hiểu biết nhiều như chị. Cửa hàng đồng hồ này có rất nhiều kiểu dáng nè, coi có cái đồng hồ nào hợp với chị không. Trời ơi, cửa chính của cửa tiệm này vừa lớn lại vừa đẹp, nó hợp với tôi cũng chưa chắc hợp với nó. Thử coi trước đã. Ý, đó có phải là lập tính không? Đồng hồ của nó hư rồi sao? Coi bộ không phải là mua cho bản thân. Nó kêu cô nhân viên đeo thử. Trời ơi, chiếc đồng hồ đó rất là lớn. Ủa, bữa trước tôi có nói với nó là gần đây tôi mắc chứng qua mắt, nhìn không rõ số trên đồng hồ. Lẽ nào nó... Chắc chắn rồi, lập tính thương chị thiệt nha. Nó vẫn rất là hiếu thảo với tôi. Nó cũng thương cô mà, thường xuyên mua đồ ăn cho cô. Nó mua thiệt rồi đó. Wow, hộp đồng hồ đẹp quá trời luôn. Đồng hồ chắc chắn là mắc lắm. Trời ơi, thằng nhóc này thiệt tình, lúc nào cũng tốn tiền hoang uổng à. Vậy tôi kêu nó đừng mua nữa. Nè nè nè, cô đi vô như vậy quê mùa lắm, không chừng bị lập tính ra đó. Không được rồi, nó ra rồi kìa. Đi thôi. Sao hả, đâu đủ chưa? Ông chủ. Chỉ thiếu em thôi. Thiếu em thôi sao? Ý, Lạc Nhi đâu rồi? Phải ha, cũng sắp ăn cơm rồi. Cổ đi đâu rồi hả? Cổ ở trong đó giúp cho chị Ái một tay. Ăn trước đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất. Phải đó, bây giờ trời đã chuyển lạnh, đồ ăn rất mau nguội lạnh đó. Nếu như đã vô cửa thì đều là khách. Phải đó, đâu đủ người rồi hãy ăn, không quy tắc gì hết. Con có quà tặng cho cô hai nè. Tặng cho cô? Cô coi đi. Cái gì vậy? Mở ra coi thì biết. Vậy cô mở ra nha. Mở ra đi, chị sợ là máy bay bắn pháo sao? Cái hộp nhỏ vậy thôi mà. Tại sao lại biến thành khung hình vậy? Làm sao tôi biết được? Tấm hình này là từ nhiều năm trước lắm rồi. Chị hai, sao tôi ra như vậy chứ? Tấm hình này rất có giá trị kỷ niệm, chị không thích sao? Có tâm sự hả? Tấm hình này là anh Ensign đã chỉnh sửa bằng máy tính suốt cả đêm qua đó. Những vết rách và vết ố màu đều đã được chỉnh sửa rồi, mới đẹp như vậy đó. Giống như là chơi ma thuật vậy đó, rõ ràng có biến thành không có. Không có khoa trương vậy đâu, còn có một thứ chưa được chỉnh sửa. Mỗi khung hình không chỉnh sửa phải không? Sao em không hiểu chị đang nói cái gì vậy ta? Không có gì. Chà, sau khi chỉnh sửa trông giống như mới chụp hình hôm qua vậy đó. Chị nói coi, cái đồng hồ đó mua tặng cho ai vậy hả? Ai mà biết được. Tôm tươi luộc tới rồi đây. Tới rồi. Có chuyện nóng đó, có chuyện nóng nha. Đây. Cha Lạc Nhi, đồng hồ cô đẹp quá đi. Hơn nữa còn là kiểu trung tính bản cũ, kích thước 42mm, đồng hồ cơ. Hàng ngon đấy nha. Cảm ơn. Lạc Nhi à, cô có thích đồng hồ cơ không? Dạ, hai cô chú cũng thích lắm đó. Vậy sao? Ê, chị mũi nhỏ, chị bị làm sao vậy? Ăn cơm mà cũng đeo kính mát nữa. Mắt của tôi không được khỏe, có thứ bay vô mắt. Cô hai dì Lan, mắt của hai người không sao chứ? Không sao, chỉ là mắt không khỏe cho lắm thôi. Mắt của tôi đỏ hết rồi. Tôm em làm hôm nay khó ăn lắm hả? Đâu có, thoáng một cái lặn sạch hết. Hay là em chưa mời đủ mọi người ăn cơm? Đâu có, ai cũng mời hết, không sót một người. Ăn cơm xong em còn lục cam cho mọi người, hay là cam chua quá? Không chua, rất ngọt mà. Vậy tại sao lúc ra về, chị mũi lớn mũi nhỏ sắc mặt khó coi quá vậy hả? Anh cũng không hiểu cho lắm, lúc ăn cơm vẫn rất vui vẻ. Cho tới khi em mang dĩa tôm ra thì... Mọi người khen chiếc đồng hồ anh tặng cho em rất đẹp chính là vấn đề. Hai người họ không thích em đeo chiếc đồng hồ này đúng không? Làm sao có thể? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có khả năng này là cao nhất. Đừng đoán mò nữa, gọi điện trực tiếp hỏi ba là được rồi. Nếu hai người họ có gì không hài lòng chắc chắn ba biết. Nè, từ từ ba không biết xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi ăn cơm xong, họ nói muốn tặng đồng hồ quản. Tới giờ vẫn kêu quan quát gì đó. Ba sợ lầu trên họ báo cảnh sát thôi. Còn nghe thấy chưa, lại nữa rồi đó. Nè, tiếng hát của họ tràn đầy lửa giận luôn nha.
chứ còn biết cách quá giải thì mau mau giải quyết vấn đề giùm đi. Lập Kính đột nhiên kêu chúng ta tới ăn thử cốc kỳ bào ngư. Nó làm gì vậy ta? Chúng ta hát quỷ sai ký suốt cả một đêm. Chắc chắn Bá Khoan đã báo với Lập Kính biết là chúng ta không vui. Nó muốn dỗ ngọt chúng ta thôi. Ăn vài miếng cốc kỳ mà muốn chúng ta hết giận sao? Con ngây thơ quá không trời. Còn phải coi chúng ta nhắm vào ai nữa. Người đó chắc chắn không phải là Lập Kính. Đương nhiên là vậy. Người chúng ta nhắm vào là Đạp Hai Thuyền. Chính xác. Lại có khi hôm nay cô dạy tôi làm khó quá. Lần sau cô dạy tôi loại nào dễ hơn một chút nha. Thiệt ngại quá, có lẽ do tôi nói không rõ ràng cho lắm. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Nè, bà Tư Đồ. Cảm ơn cô. Bye bye. Bye bye. Dì mũi lớn, dì mũi nhỏ. Lập Tính đâu? Mới có một người khách hẹn ảnh ra ngoài bà công chuyện rồi. Nó kêu chúng tôi qua ăn thử cookie bào ngư mà. Phải đó, anh đã căn dặn con. Cookie ở bên ngoài, con lấy ra cho hai dì. Trùng hợp ha, hẹn chúng ta tới đây vừa đúng lúc có khách hàng hẹn nó ra ngoài bàn công chuyện. Tôi đoán đây là chủ ý do Lập Tính nghĩ ra để chúng ta có thêm thời gian tìm hiểu Đạp Hai Thuyền đó. Bây giờ Lập Tính không ở đây, chúng ta không cần giữ thể diện cho cô ta. Chút nữa cứ thẳng tay nói móc cô ta, chê bánh cookie bào ngư cô ta làm không ra gì hết. Phải biến bánh cookie của cô ta biến thành bánh nát. Đây không phải là đồng hồ 42 mili sao? Trời ơi, chính là cái đó. Lập Tính sắm cái đồng hồ đẹp như vậy cho cô ta, vậy mà đi đâu bỏ đó. Có phải tôi đẹp đẹp lắm không? Hợp với chị lắm đó. Đồng hồ đẹp như vậy. Chị tính làm gì hả? Tôi không ăn trộm, chỉ là giấu nó đi để cô ta biết sợ, rồi trả lại cho cô ta, để mai mốt cô ta bỏ tính ném đồ lung tung. Phải cho con bé ngốc đó một bài học mới được. Dạ, mời ăn thử. Cookie bào ngư Lập Tính làm không hề tệ nha. Vậy thì tốt rồi. Thật ra bánh cookie này con cũng có phần làm. Vậy sao? Vậy cô tiếp tục làm nha. Chúng tôi đi đây ha. Hai dì ăn thêm mấy miếng đi. Không cần đâu. Chúng tôi vội về nhà nấu cơm tối. Phải rồi, phải rồi. Tối nay cô nhớ cùng Lập Tính về nhà ăn cơm đó nha. Dạ. Phải đó. Cô nhớ tới đúng giờ đó nha. Dạ. Tạm biệt. Tạm biệt. Xem như là đã từng có. Nếu thích thì mua một cái. Dù sao cũng mấy chục tuổi, được đeo là được rồi. Đợi chút nữa trả lại cho cô ta phải phóng hết quả lực ha. Yên tâm đi. Nói quả lực, chị mũi nhỏ này xếp thứ nhất, thứ nhì ở phố Hải vậy đó. Lần này cô ta để chúng ta nắm được tóc, chính là cô ta xui xẻo rồi. Chị mũi lớn, chị mũi nhỏ. Tới rồi sao? Vừa rồi trên đường tới còn thấy nho rất là tươi cho nên mua một ít lên đây. Hai người coi. Phải. Ít khi thấy nho tươi như vậy lắm nha. Con có thể rửa ở đó được không? Không cần. Không cần. Nho không cần rửa hả? Ý của chị không phải là không cần rửa, là không cần cô rửa thôi. Được rồi, để đó đi. Cô ra ngoài ngồi đợi ăn cơm ha. Cô ra ngoài đi. Phải. Ủa, tại sao cái đồng hồ đó trên tay cô ta? Có phải Lập Tính thấy đồng hồ của cô ta bị mất, mua thêm cho cô ta một cái không? Chết rồi, lẽ nào tôi lấy trộm đồng hồ người khác? Thiệt tình không thể thanh minh á. Vừa rồi là mắt nhắm mắt mở nhìn không rõ thôi. Ra ngoài coi cho kỹ, hãy tính làm gì tiếp theo đi. Hình như là bị rộng. Để anh coi. Chị Lan ơi, đồng hồ của Lạc Nhi đeo bị rộng rồi. Nhà của tôi vết đinh nhỏ không, con muốn chỉnh lại một cái. Rộng sao? Để gì coi. Đúng rồi, giống nhau y hệt. Giống y hệt. Hai người coi như vậy có thể biết được dây đồng hồ có bị rộng không sao? Con hỏi hai người có tôi dích đinh không? Không có. Thôi được, không có. Vậy ngày mai đến đem đi sửa có chịu không? Alo, bà Tư Đồ. Bà không nhìn thấy đồng hồ đâu nữa. Ý bà là cái đồng hồ cùng kiểu với tôi hả? Hay bà nói ông Tư Đồ đừng báo cảnh sát vội. Tôi kiểm tra coi có rớt ở tiệm cà phê không. Trời, báo cảnh sát đó. Trời ơi, sao đi thôi. Nè, tôi không muốn ngồi tù đâu. Trời ơi, tại sao tôi bất cẩn lấy trộm đồ của người ta vậy chứ? Ông trời đúng là biết chơi khó. Là tôi bị chị chơi khó mới đúng. Đứng trước đại nàng, nội bộ đừng lục đục, tuyệt đối không được tự mình đánh mình. Vậy phải làm sao ta? Tôi nghĩ ra rồi. Sao hả? Trước khi họ báo cảnh sát, mau chóng trả đồng hồ lại cho bọn họ, thần không biết quỷ không hay. Vậy ai cũng biết chứ.
Làm sao có thể thần không biết quỷ không hay được? Còn chưa nghĩ ra. À, trời ơi, cũng may cậu làm tăng ca còn chưa về hả? Đúng vậy, còn một số tài liệu cần phải xử lý. Làm phiền cậu một chút. Dạ không phiền đâu, chúng tôi có khách là hàng đầu mà. Huống hồ hai người là người thân của Anson. Phải rồi, tại sao Anson không cùng hai người tới? Chúng tôi không nói với nó. Nếu như để nó biết được sẽ nói chúng tôi bất lịch sự. Phải đó, phải đó. Tôi hiểu mà. Hai vị đi quên thứ gì sao, có cần tôi giúp không? Chỉ là đồ vật nhỏ, tôi nghĩ chắc rất ở quanh đây thôi. Đúng vậy, chúng tôi từ từ tìm được rồi, không có để cậu làm gì, chúng tôi tự tìm ha. Vậy tôi đi làm gì trước đi, có chuyện gì cứ kiếm tôi. Cũng được. Đừng có gần như vậy, hướng ra ngoài một chút. Trời ơi, vậy nè, không có hướng ra phía ngoài nhiều lắm đâu. Như vậy là được rồi. Hoàn thành việc lớn. Nè, trời ơi, đừng có mơ hồ chảnh mãn. Vẫn là chị chu đáo. Chúng ta vừa nói với Biêu Ly cho chúng ta về trước. Cũng được. Chị mũi lớn, chị mũi nhỏ, tại sao hai chị lại ở đây? Vừa rồi tôi nghe thấy trong điện thoại cô nói có vị khách hôm nay làm mất đồ. Tôi đã ăn cơm và lại rất rảnh cho nên tới kiếm giúp cô. Vậy có kiếm được không? Thiệt tình khó làm cho cô tin được. Mới kiếm đã kiếm được liền đó. Phải đó hả? Ở đâu vậy? Ở đây nè. Hai chị làm sao lợi hại vậy? Không cần có camera theo dõi cũng kiếm được. Camera theo dõi? Thông thường khi bị mất đồ tụi con đều coi camera theo dõi. Đã kêu chị đừng giỡn như vậy rồi mà, vậy mà chị không nghe. Nè, cô cũng tán thành cho cô ta một bài học đó thôi. Bài học gì vậy? Chị mũi lớn nói Lập tính tặng cô đồng hồ, cô lại đi đâu bỏ đó. Chị liền giấu đi, chỉ muốn hù cô một phen thôi. Vậy sao? Phải đó. Cô sẽ không nói với Lập tính chứ? Đương nhiên là không. Mấy trò giỡn chơi như vậy làm sao nói với ảnh được chứ? Nhưng mà ảnh đang trên đường tới đây. Nếu như để ảnh bắt gặp hai người ở đây hình như không tốt lắm. Vậy sao? Vậy phải làm sao? Lạc Nhi, con ra ngoài đánh lạc hướng ảnh nha. Hai người trốn vào trước kiếm cơ hội rồi khỏi đây. Cảm ơn cô. Lạc Nhi, ở đây nè. Tìm thấy rồi sao? Đúng vậy đó. Ngày mai chúng ta hãy trả cho bà. Em muốn một chóng về nhà. Cũng được. Đi thôi. Đạp hai thuyền này coi bộ cũng biết giữ bí mật đó nha. Hy vọng là như vậy đi. Bà Tư Đồ. Cảm ơn cô ha. Đừng khách sáo. Giống dĩ tôi tính tối qua báo cho bà, nhưng mà lại sợ làm phiền bà đang ngủ cho nên sáng nay mới nói cho bà. Không cần gấp. Thật ra nếu cái đồng hồ này mất rồi cũng không có sao. Ông xã tôi nói nếu đề xuất bồi thường bảo hiểm thì phải báo cảnh sát. Tôi mới kêu cô kiểm tra giùm tôi. Xin lỗi nha, hôm qua bắt cô nửa đêm còn phải ra ngoài. Đừng nói vậy mà, cũng là công việc của tôi. Giả lại biết sớm một chút bản thân cũng yên tâm hơn. Tôi phải đi rồi. Để tôi tiễn bà. Tạm biệt bà Tư Đồ. Bye bye. Dì mũi lớn, dì mũi nhỏ, hai dì kiếm con hả? Phải. Chúng ta qua bển nói chuyện nha. Tình cờ đi ngang sẵn tiện mang món đồ cho cô. Tặng cho cô nè. Quyết yến. Có biết pha không vậy? Không biết chúng tôi có thể pha giúp cô. Cô có biết dùng không? Nếu như không biết tôi sẽ giúp cô, vậy khỏi cần lãng phí. Tại sao đột nhiên lại tặng quyết yến cho con vậy? Có lợi lắm mà. Đúng vậy, giá nhập hàng rất rẻ. Tỷ giá đô Hồng Kông đã tăng cao. Chuyện này đâu có liên quan tới con. Cô lo không công không nhận lộc đó mà. Là như vậy. Nếu như rảnh rỗi cô nhớ xóa bỏ đoạn phim đó trong camera theo dõi ha. Phải đó. Vậy thì không lo không công không nhận lộc rồi. Biết rồi, mỗi một giờ nghỉ con đều xóa bỏ các đoạn phim. Giống vậy tính đêm nay sẽ xóa. Trời, đúng là mọi chuyện đều nhịp nhàng. Chào cô Lạc Nhi. Xin chào, con phải lên lớp rồi, hai người tự nhiên nha. Được. Nè, mời cô bên này. Chị nói coi, đạp hai thuyền có thật sự xóa bỏ đoạn phim không? Không có chuyện không xóa đâu, đã suốt chiều quyết yến rồi, còn muốn sao nữa? Chị đừng để cô ta vừa ăn quyết yến, vừa coi đoạn phim cười vào mặt chúng ta chứ. Chị cũng không phải không biết cô ta, giỏi nhất là chân đạp hai thuyền mà. Nếu thật sự là vậy thì cũng hết cách, tùy cơ ứng biến thôi. Lạc Đồng à, không phải em nói máy tính trong nhà có thể kết nối máy tính ở công ty sao? Có thể xóa được hình ảnh trong camera theo dõi đó. Chị nối mạng chưa hả? Nói rồi, em coi, chị không biết ở chỗ nào. Chị đúng là dở quá đi. Chẳng phải ở đây sao? Chị muốn xóa đoạn nào vậy? Xóa toàn bộ tối qua là được rồi. Xóa hết toàn bộ hả? Tối qua đã xảy ra chuyện gì hả? Kêu em làm thì làm đi, chị đi lấy đồ uống.
Được chứ hả? Làm xong rồi. Ờ. Chị cầm lấy đi. Cảm ơn nha. Vô duyên vô cớ phải xóa bỏ đi, chắc chắn là có nội tình. Ra ngoài hành tẩu giang hồ, rất phải trang bị ít đồ để mà phòng bị bản thân. Càng nghĩ càng không thể nắm bắt. Ngoài miệng cô ta nói xóa bỏ đoạn phim, cô ta không xóa chúng ta cũng đâu thể biết được. Nó cũng phải, đành phải tin lời cô ta. Làm sao khiến cô ta thực sự xóa bỏ đây? Chúng ta dùng giấy nợ trao đổi với cô ta, chắc chắn cô ta đồng ý. Cô đừng khờ nữa, coi phim cũng có tình tiết này rồi. Nếu cô ta cố ý chơi xấu, cô sẽ copy làm nhiều bản, chẳng phải tất cả đều vô ích sao? Vậy cũng phải. Chúng ta cũng có thể photo thành nhiều bản. Chỉ có kế sách hay, chuyện gì chúng ta cũng vượt qua được. Tờ đó là giấy nợ, không phải tờ rơi. Photo bao nhiêu bản mới có ích đây? Nam thần Ensign. Chúng ta đổi động tác khác. Từ từ thôi, không cần gấp. Nhớ duy trì nhịp thở. Chúng ta đổi bên. Giữ yên, để tôi giúp cô. Này, cầm lấy. Tốt lắm. Giơ chân cao một chút nữa, vẫn giữ nụ cười. Phải rồi. Cố gắng ngã về sau. Mắt hướng về trước. Nhớ giữ nhịp thở. Cô cũng vậy. Giơ chân cao một chút nữa. Phải. Giữ thêm 3 nhịp thở nữa. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Thực ra hôm nay mọi người tập rất tốt. Có điều về nhà nhớ phải tiếp tục cố gắng luyện tập. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Anh Sinh à, tôi mới nghe nói anh hơi bị ho, anh có sao không? Vậy sao? Chắc là do trời nóng quá nên hơi ngứa cổ thôi. Tôi có nấu nước túi lê thông cổ tốt lắm, tôi mời anh uống. Khách sáo vậy. Anh Sinh à, anh nhận quà của Mimi cũng phải nhận quà của tôi đó. Sao tự nhiên tặng quà cho tôi? Anh dạy rất hay. Sau khi học lớp cô anh, chứng đau khớp cổ của tôi cũng được cải thiện rất nhiều. Một chút thành ý, hy vọng anh sẽ thích. Cảm ơn. Cô mưu mô quá, cố tình thêu chữ Miu Miu lên cái khăn để lúc anh Sinh dùng tới sẽ nhớ tới cô chứ gì. Gì chứ, anh Sinh thích Miu Miu mà, chỉ là trùng hợp thôi. Anh Sinh à, con da ứng ở nhà anh mặc ú ù ù nhìn dễ thương quá. Sao cô biết nhà tôi có nuôi mèo chứ? Trên Facebook của anh có nói mà, tôi cũng có xem. Facebook của tôi? Đúng đó, anh còn nói thích ăn thanh năng lượng này. Tôi cố tình tới siêu thị mua đó. Tôi không thích uống nhãn hiệu này đâu. Hả? Nhưng sáng nay trong fanspace của anh dính là anh thích ăn loại này mà. Fan của tôi à? Chào các bạn học viên, sao hết giờ rồi mà còn dây quanh Ensign BB vậy? Ensign BB? Ensign BB nói anh không thích thanh năng lượng nhãn hiệu này. Làm gì có chứ, anh khách sáo thôi. Anh không muốn các cô tốn tiền mua, chứ anh thích nó lắm. Nhưng mà có một nhắc nhở nhỏ, nhãn hiệu này công ty chúng tôi cũng có bán, cho nên lần sau mua ở quầy tiếp tân là có liền, không cần ra siêu thị mua phiền phức gì đâu. Dịch vụ của công ty anh thiệt chu đáo. Vậy ECBB à, anh thích ăn mùi nho hay là mùi đậu phộng? Tôi sẽ mua theo khẩu vị của anh. Nếu như muốn biết thì để ý fanpage của Ensign BB. Tối nay anh sẽ tâm sự tận đáy lòng với mọi người trên mạng. Nhớ lên xem nha. Đấy, được đó, được đó. Học trò của Ensign tặng rất là nhiều quà. Ảnh đó một mình không dùng hết, kêu mọi người cứ tự nhiên chọn. Cảm ơn Ensign. Mọi người gọi sai tên rồi. Tôi mới đổi một tên mới, gọi là Ensign BB. BB. Là người hâm mộ của anh kêu như vậy, tôi mới kêu theo thôi mà. Anh muốn đổi tên cũng được đi. Nhưng mà anh còn chưa hỏi qua ý của tôi thì đã lập fan cho tôi rồi. Anh đã viết dĩa trên fan đó vậy hả? Tại sao cả tên Miu Miu của tôi họ cũng biết? Anh hỏi Amy đi, cổ lập giùm anh đó. Amy! Hả? Hả cái gì chứ, xảy ra chuyện gì? Mau mở ra cho tôi xem. Nè, để tôi mở mọi người xem. Thật ra tôi chỉ theo lời dặn của Billy, đăng lên vài tấm hình đời thường của anh mà thôi. Phương Gia Thượng, anh chụp lén tôi còn đăng lên mạng nữa, anh có lộn không vậy? Thế giới không khoảng cách, như vậy có cảm giác thân mật không mới thấy thích chứ. Trước khi anh chụp lén, anh có nghĩ tới cảm giác của tôi hay không? Amy, mà xóa cho tôi. Hả? Anh mới mở 2 ngày đã có hơn 20.000 lượt like. Bây giờ mà xóa đi thì tiếc lắm đó. Anh xem có hơn 20.000 lượt like à? Phi Gia và cô Nhàn cộng lại cũng chưa tới 3.000 like đó. Được yêu thích là một chuyện, nhưng mà mỗi một người đều có quyền riêng tư, được chứ? Anh cứ bình tĩnh đi mà.
anh phải biết đa số học trò của anh là ai kia chứ. Là ai thì có liên quan gì? Tôi đã điều tra rồi, học trò của anh có 80% là phụ nữ độc thân, độ tuổi trong khoảng 25-30 tuổi. Và 60% trong số đó có thu nhập trên 20.000 một tháng. Hơn một nửa có tham gia thùng hội viên đắt giá nhất của chúng ta. Tôi biết rồi, toàn bộ đều là quý bà giàu có lại cô đơn. Chuyện quan trọng nhất là có 30% hợp đồng sắp sửa kết thúc. Ơ, nếu họ không chịu ký hợp đồng tiếp, chẳng phải công ty tổn thất rất lớn hay sao? Chính xác. Em xin được yêu thích thiệt đó. Sắp bằng Leo đại sư. Hay là anh mở thêm nhiều lớp dạy càng nhiều học viên, kiếm nhiều tiền hơn cho công ty đi. Thời khóa biểu của tôi kín rồi, không thể thêm lớp nào nữa. Tôi biết, cho nên mới lập fanpage dùm cho anh. Giả làm anh trò chuyện cùng với họ, an ủi họ đó thôi. Nói thật lòng, học trò của anh chẳng qua chỉ muốn nói chuyện và gặp mặt anh mà thôi. Này nghe anh nói như vậy, có cần tổ chức tiệc chiêu đãi, tiệc ôm nhau, tiệc hôn hít không? Nếu như anh ok tôi cũng không ngại. Tôi là giáo viên yoga chứ không phải là ngôi sao. Phải, anh chính là giáo viên yoga cấp ngôi sao. Họ đều coi anh là thần tượng của mình đó. Cũng phải đó, anh có khi nào nhìn má Mi Phi Gia nhận được nhiều sự? Vậy cũng phải, anh nhìn trang của anh Phàm đi, đã mở 3 năm mà chỉ có hơn 50 like. Cho nên, vì công vì tư, vì công ty của mình, anh phải trân trọng hết sức hấp dẫn mà trời ban cho anh. Nghe tôi đi, tôi không có hại anh đâu, chúng ta ngồi chung một chiếc thuyền mà. Cô muốn gọi gì? Cho tôi một ly cà phê nóng, cảm ơn, xin chờ một lát. Nhàn à, thì ra cô ở đây. Sao cô còn chưa thay đồ? 30 phút nữa mới tới giờ, còn nửa tiếng lận mà. Là 15 phút, còn 15 phút nữa thôi. Thì vậy sao? Nhưng mà tôi kêu cà phê nóng rồi, có thể chờ một lát không? Vậy cứ ngồi đây chờ đi. À phải rồi, nội dung lớp học lát nữa tôi muốn thay đổi. Tập kiểu cây đôi trước, rồi tập kiểu chiến sĩ. Có vấn đề gì không? Tùy anh thôi. Tốt. Cô Nhàn, cà phê của cô có rồi, cảm ơn. Anh có kêu nước uống không? Không cần đâu. Ơ, tôi quên đem bóp rồi. Để tôi trả giùm cô. Thôi chết, ngoài bóp tiền ra cả quần yoga tôi cũng quên đem luôn. Không phải chứ. Ơ, tôi có mua cho cô hai tôi một cái quần yoga mới, đã giao tới công ty, cô mặc tạm đi. Nhưng nó là quà của cô hai anh, hình như không hay lắm. Không sao đâu, thì mua cái khác thôi. Có điều cô đừng ngại, nó cùng kiểu với cái của tôi đó. Sao tôi lại phải ngại, phải cảm ơn anh nữa chứ. Đi thôi. Hôm nay cô Nhàn sao vậy, giống như bị mất hết hồn vía vậy. Cô đã chia tay với bạn trai hả? Không phải cậu nói chia tay với Jackson là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời cổ sao? Nói thì nói vậy, thật ra cô Nhàn rất thích Jackson, chẳng qua không ngờ anh ta quá đào hoa thôi. Hai người với cổ tình như chị em, nếu như có thời gian hãy an ủi cổ đi. An ủi được bao nhiêu? Theo tôi thấy cách tốt nhất để chữa căn bệnh thất tình chính là bắt đầu một cuộc tình mới. Nói nghe dễ quá. Nè, mấy chuyện này đều do con người thôi. Hai cô cảm thấy Anson đối với Nhàn đặc biệt rộng lượng phải không? Trước giờ tính tình Anson rất tốt mà. Vậy thì không đâu. Có một lần tôi lên lớp quên mang theo thẻ nhân viên, còn bị ảnh làm mấy câu. Tôi cũng nhớ có một lần cả đám chúng tôi cùng đi ăn món nướng Hàn, ảnh vừa mới biết của nhà không tới thì thất vọng ghê gớm lắm. Thường ngày chúng ta thường ăn cơm trưa ở đây, chỗ của cô nhà ngồi gió thổi mạnh, Anson lập tức cởi áo khoác ra cho cổ mặc. Là do anh ấy ga lăng thôi. Nè, tôi không cần biết Anson có ý gì với cô Nhàn hay không, tóm lại ảnh là một đối tượng tốt. Nè, cậu ấm tiệm hải diện, nhân phẩm tốt, gia cảnh cũng tốt, 100 điểm đó. Vậy cũng phải. Thế à, cà phê của cô nè. Cảm ơn. Còn có bánh cookie gì mới tôi làm đó, nó có mùi vị cỏ dại, mọi người ăn thử đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Phải rồi Lạc Nhi à, cô rất thân với Anson, cô thấy con người của ảnh tốt không? Hả? Sao lại hỏi vậy chứ? Cô trả lời trước đi. Rất tốt. Vậy cô có thấy ảnh và cô Nhàn xứng đôi không? Nè, có xứng đôi không đâu thể chỉ nói bằng miệng, phải hẹn họ thử mới biết chứ. Bây giờ chúng tôi muốn tạo cơ hội cho hai người họ. Cô và ảnh rất thân, cô cũng muốn ảnh hạnh phúc mà. Giúp một tay đi. Giúp hả? Nhưng các cô có từng nghĩ biết đâu ảnh có người yêu rồi không? Vậy cũng phải. Không đúng đâu, cô là chủ nhà của ảnh, ảnh có người yêu hay chưa chắc chắn cô biết. Ảnh có từng dẫn con gái về nhà không? Không có. Nè, không tức là chưa có người yêu. Nếu như có, lý nào không dẫn về nhà chơi chứ? Cookie này hơi bị chua. Tôi cũng thấy vậy đó, cô nên cải thiện một chút đi. Nè, cô đi làm việc trước đi. Chúng tôi nghĩ ra chuyện gì cần giúp đỡ sẽ báo cô biết liền ha. Mặc cái này được không? Hay thử cái này đi. Anh nhớ trong nhà còn một cái áo tương tự cái này nè, nhìn giống áo tình nhân hơn. Làm gì lô quần áo ra hết vậy?
Họ đang phối áo tình nhân. Ngày mai tới phòng tập mở họp báo công khai tình yêu. Hả? Fia và Kay đó cứ tưởng tôi không có bạn gái định tác hợp cho tôi với cô nhàn. Có điều là tụi em còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào. Dù gì cũng thấy hơi ngại đó. Ê, dùng Facebook là được rồi. Họ có Facebook của anh mà. Thông minh. Không được. Tuyệt đối không được. Tại sao vậy? Nè, anh đã chấp nhận sự thật hai người họ quen nhau rồi mà. Đương nhiên là tôi chấp nhận rồi. Nhưng mà fanpage của anh còn chưa chấp nhận. Tôi đã nói với anh rồi, đa số hợp đồng của học trò anh sắp sửa kết thúc. Anh công khai, tức là kêu họ đừng có ký tiếp hợp đồng nữa. Họ có ký tiếp hợp đồng, không liên quan gì chuyện chúng tôi công khai quan hệ. Có liên quan, chắc anh từng nghe nói bên Nhật có một thần tượng tên là Fukuyama chưa? Sau khi anh ta tuyên bố kết hôn, giá cổ phiếu công ty quản lý của anh rớt xuống bao nhiêu là 300 triệu tiền Hồng Kông đó. Con quá không vậy? Không hề có. Thần tượng kết hôn hoặc là có người yêu sẽ đập vỡ sự ảo tưởng của họ, nên họ sẽ quay lưng. Không không không, lúc trước Leo còn ở đây, mọi người đều biết Thi Thi là người yêu của ảnh đó, có gì khác chứ. Leo sao mà giống được chứ. Trước lúc ảnh thành đại sư đã hẹn hò với chị của tôi rồi. Ảnh càng thành công càng tạo ra hình tượng đàn ông tốt. Anh đâu có giống. Lúc anh tham gia phòng tập thì chưa có quen ai. Họ coi anh là đối tượng hẹn hò trong trí tưởng tượng của mình. Anh phá vỡ ảo tưởng của họ, cũng như đập đổ chén cơm của mình, cũng chính là đập đổ chén cơm của công ty này. Hiểu rồi chưa? Hấu à, lên kho lấy nấm đông cô xuống giùm tôi đi. Dạ. Chị mua nhỏ, cái này để đâu vậy? Bây giờ cho vô ngăn đi. Hết hàng rồi. Được. Hải gì An Quy. Tìm được rồi. Xin chào các cô. Các cô muốn mua gì? Vì là gì Lan phải không? Không? Phải, các cô là... Tôi là học trò của anh Sơn ở học tập CC. Vậy à, hiện giờ anh Sơn không có ở đây. Tụi con không phải tới tìm anh Sơn, tụi con tới ủng hộ thôi. Được thôi, các cô muốn mua gì? Dì Lan à, da của dì vừa trắng vừa mịn, bình thường dì dưỡng da sao vậy? Vậy sao, chắc nhà ăn bong bóng cá đó. Có phải anh Sơn cũng ăn bong bóng cá mỗi ngày như dì cho nên da dẻ mới vừa mịn vừa trắng không? Chắc là vậy. Vậy anh Sơn thích ăn bong bóng cá gì nhất? Còn nữa, anh thích ăn nhất là món gì? Nó thích ăn nhất là bào ngư lưới tít nước sáu đầu đó. Vậy cho con 10 hộp. Con cũng lấy 10 hộp. Con cũng mua. Cảm ơn ba cô. Các cô là... Cô là cô hai của anh Sơn. Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì? Họ là học trò của Lập Tính. Vừa nghe nói Lập Tính thích ăn bào ngư thì mua liền 30 hộp. Lập Tính thiệt biết giúp đỡ chúng tôi. Cô hai dì Lan, có thể chụp hình chung với hai người không? Được thôi mà. Phải rồi, sắp tới đồng chí có định mua hải vị làm quà không? Chúng tôi có hộp quà tặng đã đóng gói sẵn. Bên trong có đông cô, sò điệp, bào ngư, bong bóng cá, giá cả rất mềm. Dạ được, con muốn mua. Cảm ơn nhiều. Hộp quà và bào ngư sẽ gửi tới nhà và công ty của các cô. Cảm ơn dì Lan và cô hai, hai người thiệt thân thiện đó. Lập Tính có những fan như các cô rất là hạnh phúc đó. Vậy cô có biết anh Sinh ảnh có bạn gái hay chưa hả? Có. Là ai? Ở công ty. Ý của cổ là trước đây thằng Tính từng có bạn gái nhưng bây giờ thì không, nó vẫn đang độc thân. Vậy sao? Sao chứ? Anh Sinh có bạn gái rồi. Là ai vậy? Chúng tôi có quen không? Chị biết là đồng nghiệp trong công ty. Nam thằng BB có người yêu rồi. Đáng tiếc bạn gái của anh không phải là tôi. Nhưng SBB tìm được hạnh phúc của mình, tôi cũng cảm thấy rất mừng. Đúng là càng nghĩ càng giận thiệt đó. Phải đó, thật ra dựa vào đâu dành SBB của chúng ta chứ. Nhất định phải biết là ai, nếu không chết không nhắm mắt. Có khi nào là cổ? Vậy gọi thấy sợ, tiêu chuẩn SBB của tôi không thấp vậy đâu. Kay, ngày mai tôi có việc, cô có thể đổi tiết 2 và tiết 4 với tôi không? Không lẽ là người này sao? Tuổi lớn thấy mộ, NCBB không lý nào lại thích lái máy bay. Thì đó. NCBB kìa. Anh Sinh, tiết học lát nữa. Áo tình nhân. Cái khăn miêu miêu của tôi tặng cho NCBB mà sao lại cho cô ta chứ? Chắc chắn là cổ rồi. Cẩn thận đó. Sắp tới rồi. Từ từ đó. Được rồi. Cẩn thận. Được rồi. Xong xuôi. Làm ơn, tôi muốn mua. Xin lỗi, cô Quang còn chờ một chút. Lát nữa tôi ghi cho cô. Nè, cô mệt lắm hả? Không biết có phải gần đây thường làm bánh cookie không? Da và cổ của tôi mỏi quá trời luôn đó. Tôi có một cách. Lợi dụng phúc lợi nhân viên, đi xông hơi để thư giãn đi. Có được không? Chắc chắn có thể, bỏ lên đi. Thank you.
tướng tá quá bình thường thì không hiểu Anson thích cổ chỗ nào nữa. Chắc là nhờ thủ đoạn rồi. Mấy cô nói gì vậy? Mặt của Anson bị sáng dữ lắm đó. Xem chừng nào ảnh đá cô đây. Cô nói tôi và Anson hả? Nếu cô không đối xử tốt với ảnh, đừng hòng chúng tôi tha cho cô. Mấy cô ấu trĩ thiệt. Ảnh là giáo viên của cô, đâu phải bạn trai của cô. Có chứng ảo tưởng thì đi khám bác sĩ giùm đi. Đó là cái khăn tôi tặng cho Anson Bibi mà. Lạc Nhi, cô Nhàn, ít khi thấy cô tới sông hơi đó, sao không đem theo khăn tay? Phải ha, tôi quên mất. Cô dùng cái của tôi tạm đi. Cảm ơn, tôi xong xong rồi, tự nhiên nha. Tức quá đi mà. Nhớ lại hồi nãy bị bà Tám đó nói máu kiểu đó, đúng là càng nghĩ càng thấy tức. Chúng ta không thể bỏ qua vậy được đâu. Chúng ta hãy cùng nhau nghĩ cách chơi cô ta đi. Hey, nhìn chướng mắt thì nằm xong hơi thoải mái quá trời luôn kìa. Được, để tôi hù cô nhỏ này cho. Sao tối hù vậy nè? Chú khoan miệng nha. Cảm ơn. Không có gì. Cảm thấy thoải mái hết biết. Phải đó, hồi nãy cô nói móc tôi hống hách lắm mà. Đáng đời nó. Còn nhỏ đó trong đó một mình tối thui, chắc chắn sẽ sợ chết luôn. Nói gì mà vui quá vậy? Anson, em đi gọi tôi nói có chuyện muốn tìm anh, kêu anh tới hợp đó. Được thôi. Sao cô lại quán cà phê? Vì hồi nãy người bị chúng tôi nhốt trong phòng xông hơi là. Các cô muốn chơi tôi. Các cô bị tâm lý biến thái thì mà. Nè khoan đã, rốt cuộc bây giờ ai đang bị nhốt trong phòng xông hơi? Hồi nãy tôi và Lạc Nhi ngồi xông hơi với nhau, lúc tôi đi cô vẫn còn ở đó. Không phải chứ, cô ấy rất sợ tối. Nè, em đi tìm anh đi đâu vậy? Xin lỗi nha, đừng có ra đi. Nhân viên công tác đang làm việc. Nè, là phòng của nữ mà. Cứu người quan trọng hơn. Ê, Lạc Nhi, em đừng hù anh nha. Em có sao không? Nè, tỉnh dậy đi. Lạc Nhi, uống chút nước đi. Cảm ơn. Sao rồi, có đỡ hơn chưa? Hồi nãy không biết tại sao bất tình lình cướp điện. Em để ra ngoài xem sao, ai dè lại trượt té. Làm anh hết hồn. Uống nước nữa đi. Có bị sao không? Anson, sao anh lại ở đây? Người yêu gặp chuyện mà, đương nhiên phải tới gấp cứu cổ rồi. Bị thương ở đâu vậy? Hộp nội bộ, xin đừng vào trong. Bây giờ mọi người đều biết Anson đang quen với ai. Xem qua bản thỏa thuận, nếu không có vấn đề thì ký tên vào. Hẹn hò thôi mà, đâu cần ký bản thỏa thuận bảo mật nghiêm trọng vậy chứ. Tôi đã nói với anh rồi, tình cảm của anh sẽ ảnh hưởng kinh doanh của công ty. Cho nên bất kỳ ai nếu như sơ ý, vô ý hay là bất cẩn tiết lộ ra bên ngoài đều sẽ bị nhận thư cảnh cáo. Cũng tại mấy cô hết trơn đó, bà Tám thiệt mà. Tôi nói trước nha, nếu tôi mà lỡ sơ ý tiết lộ ra bên ngoài chuyện này á, ba cô á phải chịu trách nhiệm đó. Lại liên quan tới tôi? Liên quan tới mọi người hết. Nếu không thì tôi đâu cần phải làm bản thỏa thuận bảo mật này làm gì chứ. Cho dù chúng tôi không ký bản thỏa thuận bảo mật này, cũng không nói ra chuyện của Anson đâu. Nói thì đã sao, tôi hoàn toàn không ngại người khác biết. Anh không ngại thôi, nhưng mà fan của anh thì ngại đó. Ở trong lòng họ anh là nam thần, họ muốn anh mãi mãi là độc thân, mãi mãi là thuộc về họ. Nhảm nhí. Không phải rồi Anson, hiện giờ fan của anh đang rất cuồng. Lần này thì tắt đèn, lần sau không biết sẽ là cái gì đây. Thì đúng rồi đó, anh cũng đâu muốn Lạc Nhi gặp chuyện. Hiện giờ anh muốn công khai tình cảm, nhưng mà tôi vẫn khuyên anh một câu kín đáo một chút. Tóm lại không nghiêm trọng như mấy người nói đâu. Tôi cảm thấy không cần thiết phải vậy. Cần thiết như vậy lắm. Tôi thất tình là bởi vì anh, tim vẫn còn chảy máu.
Tình cảm tôi thất bại nên gửi gắm vào công việc. Tại sao anh không tha cho tôi chứ? Tim của tôi còn đau lắm đó. Đừng có làm bộ. Coi như tôi sợ anh. Kính đáo thì kính đáo. Biết thức thời, có tương lai. Tại sao chúng ta quen nhau lại nhiều sóng gió tới vậy? Ban đầu là che giấu Billy, sau đó tới hai dì mũi của nhà anh, bây giờ giấu luôn cả học trò của anh nữa. Em không cần lo, anh sẽ có cách. Là cách gì? Sau này mỗi khi lên lớp, anh sẽ thường xuyên ngoáy mũi nè, hay là xì hơi nè, làm mấy chuyện thấy gớm đó, thì họ không coi anh là nam thần nữa. Anh thấy gớm như vậy em cũng không cần anh đâu. Anh đâu có ngoáy mũi trước mặt em đâu.